Người ta nói trong cuộc đời một con người đôi khi chỉ cần một câu khích lệ thì người đó có thể thành công. Nhớ lại khoảng năm 2006, vào một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, lúc mà bị rớt xuống đáy và không còn sự lựa chọn nào khác thì buộc mình phải làm một điều gì đó. Và trong những cái lúc mà lo lắng, băn khoăn như vậy thì Việt Hòa đã nhận được hai lời động viên: sếp cứ làm đi, rồi anh sẽ đi theo. Và một cái lời động viên của một cái người mà chưa bao giờ gặp mặt từ bên kia Thái Bình Dương: tôi tin là bạn làm được, bạn hãy làm sản phẩm đó đi. Thì Việt Hòa đã bắt tay vào cùng với hai người cộng sự, quyết định là thành lập công ty với cái tên là Rồng Á Châu. Thì những cái tháng đầu cũng tương đối là cực, vì cái sản phẩm này nó mới tại Việt Nam nên mình phải tìm hiểu rất là nhiều trên Internet và cũng tự tìm những khách hàng tiềm năng vào cái thời điểm đó. Thì để mình tìm kiếm, mình so sánh, tính toán làm sao để mà hợp lý nhất nhưng phải hiệu quả nhất. Trong vòng 4 tháng, máy móc đã chính thức được nhập về và ngày 31 tháng 10 năm 2006 là sản phẩm đầu tiên của công ty đã chạy ra. Và công ty cũng quyết định là lấy ngày đó là ngày thành lập công ty. Tiên phong trong một lĩnh vực chưa từng có ở Việt Nam. Nhưng chỉ trong 10 năm, sản phẩm của công ty Rồng Á Châu ngày càng phong phú và đa dạng, với các loại dây sợi nhựa tổng hợp và tự nhiên ở nhiều lĩnh vực. Không chỉ khẳng định vững chắc ở thị trường trong nước, hiện nay sản phẩm của Rồng Á Châu tấn công vào thị trường ở Mỹ và khẳng định thương hiệu tại Brazil, Mexico, Canada và một số nước khác. Những kết quả đó, ngoài sự đồng lòng, đồng sức của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty Rồng Á Châu, còn do sự bản lĩnh, tinh tế của một nữ giám đốc xinh đẹp, luôn sẵn sàng sắn tay vào công việc cùng anh em. Tôi với chị Hòa có làm chung ở một công ty, cách đây cũng là 15, 16 năm rồi. Đối với một người phụ nữ mà nói chung mà biết rất là nhiều, và cái phần hay nhất là về phần kỹ thuật dây sợi, thì tôi thấy từ điều đó tôi thấy tôi khâm phục. Thì khi Diệu Hòa có cái ý định ra mở công ty thì tôi có nói một câu là thì sếp mở công ty thì tôi sẵn sàng, tôi sẽ theo làm hết mình. Với tiêu chí chất lượng là sự sống còn của doanh nghiệp, với chủ trương mọi thứ phải đi từ tâm lý khách hàng, mang lại cho khách hàng những sự lựa chọn tốt nhất. Tháng 3 năm 2020, liên doanh giữa Rồng Á Châu và Tapex của Úc được ký. Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp sợi thông minh ra đời. Cho tới thời điểm này thì mình đã làm được ở cái công ty Rồng Á Châu là được 10 năm. Vào đây thì cái sự quan tâm, giúp đỡ chu đáo của tổng giám đốc và sự nhiệt tình của các đồng nghiệp, mình nhận thấy rằng đây chính là cái nơi mà mình có thể gắn kết lâu dài và mình có thể cống hiến được rất là nhiều. Đây là nơi thư giãn đọc sách của nhân viên công ty Rồng Á Châu. Nơi đây cũng là nơi vun đắp, ươm mầm và chắp cánh cho những ý tưởng mới. Một môi trường làm việc năng động nhưng cũng không kém phần gần gũi và thân thiện. Cũng chính là những thông điệp và tinh thần mà chị Nguyễn Thị Việt Hòa hướng đến. Với những thế mạnh và tiềm lực sẵn có, ở chặng đường tiếp theo, công ty Rồng Á Châu sẽ tiếp tục được phát huy nhiều hơn, đưa sản phẩm công ty ra nhiều thị trường khác trên thế giới, chinh phục các thị trường mới, vươn lên tầm cao mới.